Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành. Liên quan đến vụ án, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức để tiếp tục làm rõ vụ việc trên. Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện Chợ Rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thì phát hiện ô tô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy Đình Văn Ngọc lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách, đánh võng, di chuyển được khoảng 200m thì đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng chức năng công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 4, công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường. Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, mới đây, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô. Phát hiện xe vi phạm, tổ công tác công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đăng bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát, cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy.
Lúc này, anh Tú và một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của Đăng chặn lại, nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước. Sau khi Đăng bỏ chạy được một đoạn, anh Tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe. Ngay lập tức, Đăng nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát, buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo. Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao, nên anh Tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo. Tuy nhiên, Đăng điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường, làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên, để lại phương tiện và bỏ trốn. Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa có đơn xin nghỉ phép năm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là người nghi bị đối tượng xấu sử dụng mạng công nghệ cao lừa hơn 170 tỷ đồng gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai này cho hay, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, phụ trách khối quy hoạch xây dựng, tạm thời thay mặt giải quyết điều hành công việc thay cho bà Hương trong thời gian nghỉ phép theo thẩm quyền. Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Hương xin nghỉ phép năm để có thời gian giải trình. Trước đó, ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với phóng viên, lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa 170 tỷ đồng. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Sau đó, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ bà Giang Hương bị lừa đảo, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Đến ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nhận được thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không phải mới nhưng ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Cục A05, trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo. Hiện A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này.